Beko anh em ơi, lại đến với kênh máy xúc vận tải CVM nhé. Hàng cực kỳ chất, giá cả cực kỳ hợp lý cho anh em nào đang muốn dùng em này. Con này đít tròn này là thích hợp cho anh em làm rẫy cực kỳ luôn đấy. Con này đít tròn này là ngon đấy. Chào mừng mọi người quay lại với kênh máy xúc vận tải CVM nhé. Hôm nay bên mình có con SK55 RS SR, giá cả cực kỳ hợp lý cho anh em nào đang cần con Kobeco SK này. Đít tròn này anh em làm việc rất là hiệu quả đấy. Bốc đầu đi. Đây, máy móc còn ngon anh cảnh báo đấy em nhé. Giá thì mình sẽ để trên phần mô tả và phần tiêu đề của video, nên anh em cứ xem đây máy này. Chân gầm vẫn còn chắc chắn lắm mọi người nha. À, bây giờ xích là kỳ ổn định, thích hợp cho anh em nào làm rẫy nhỏ về cuốc gỗ ca là ok. SK55 cuốc giờ phần cái kỹ thuật đây này. Bác nào đang có nhu cầu mua dòng này thì hãy liên hệ trực tiếp với bên kênh máy xúc vận cầu xe ben của bên em nhé, để chúng ta sẽ có một siêu phẩm để về đi làm và kiếm ăn. Đây, toàn xích đều như răng chai 18 chưa ạ. San 2001, mức giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em là 235 triệu, tháo lắp nhanh, rùa thỏ đầy đủ, máy Isuzu. Thử đi anh, thử máy đi, trèo lên múa cho nóng máy. Ủa con này cho nó chết máy nha. Để ông anh mới lên thử máy đây rồi nhá. Còn chúng ta trở lại với em Kobeco. Đây là tổng thể cabin của em nó mọi người này. Xung lưng sinh lung linh gan chết. Quả máy lạnh này thì ok rồi, các bạn thấy chưa? Này máy rất chất đi nha, thử máy rất đỉnh cao đấy anh em ạ. Các bạn thấy pi này thì cực kỳ là ổn định, là bóng loáng luôn đúng không? Và con này thì mình sẽ để cái giá ở trên cái phần mô tả và phần video. Quay cận cảnh làm sao cho anh em coi đây. Đó. Từng chi tiết một mọi người nhé. Anh em có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với bên mình nhé.
túi tiền với anh em nào đang có để sử dụng dòng này. Đi lưỡi nam còn rất là ổn định và ok mọi người. Con này thì thật sự mà nói để chúng ta mua về cày cuốc tầm khoảng việc đều thì chúng ta tầm khoảng 4 đến 5 tháng là chúng ta sẽ lấy lại vốn. Nên là anh em cứ có nhu cầu là liên hệ với mình thôi. Lúc nào cũng phục vụ tất cả anh chị em. Gầm bệ đây. Con này thì ưu tiên anh chị em khu vực Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông lên xe máy. Vừa rồi thì bên mình cũng bán cho bên mấy anh bên Lâm Đồng rất là nhiều dòng Dosan và Volvo rồi. Và còn em Cobeco này thì bây giờ sẽ lên thớt. Anh chị em nó nhanh tay nhanh mắt thì hãy liên hệ trực tiếp nhé. Giá cả cực kỳ hợp lý khi đến với bãi máy thành phố Buôn Ma Thuột. Tổng thể đó. Soi kỹ một lần nữa cho anh em coi này. Bây giờ mình xin phép dừng video ở đây. Mọi người xem video của kênh Máy Xúc Cần Cầu CVN, hãy cho mình một like, một share, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Rất là vui được phục vụ tất cả quý anh chị và con cô bác ở trên kênh của mình. Nhớ đăng ký kênh để chúng ta sẽ theo dõi nhiều cái dòng video cũng như dòng nhiều dòng siêu phẩm của kênh Máy Xúc Cần Cầu CVN mọi người nhé. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.